Xin trân trọng kính chào quý ông bà, anh chị em trong Hội Thánh. Nhân ngày Phụ nữ Tin Lành, tôi cũng xin thay cho Hội Thánh chúc quý bà, quý cô, quý chị vui, khỏe, trẻ đẹp, yêu mến Chúa và hết lòng hầu việc Chúa. Thưa Hội Thánh, thưa quý bà, quý cô, sự khôn ngoan là một điều gì đó nó có tính trừu tượng, nó nằm ở trong tâm trí của chúng ta và nó thể hiện qua lời nói và việc làm của chúng ta. Nếu một người không nói gì, không làm gì hết thì không biết người ấy có khôn ngoan như thế nào. Nhưng chúng ta nhìn vào lời nói và hành động của một người để chúng ta nhận định rằng người ấy có phải là người khôn ngoan hay không. Ở đời thì người ta có nhiều tiêu chuẩn để nói một người là khôn ngoan hay là ngu dại. Và người này cho rằng như thế này là khôn ngoan, người khác cho rằng như thế kia mới là khôn ngoan. Có người nói rằng khôn thì cũng chết, dại thì cũng chết, biết mới sống. Và biết đó chính là sự khôn ngoan. Nhưng sự khôn ngoan mà chúng ta muốn học ở đây không phải là sự khôn ngoan đời này, mà là sự khôn ngoan do Chúa ban cho theo ý muốn của Ngài. Nhân Chúa Nhật Tin Lành, Phụ nữ Tin Lành hôm nay, nữ giới đã lấy đề tài là người nữ khôn ngoan ở trong châm ngôn đoạn 14 câu thứ 1: người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình. Và chúng ta suy gẫm mấy điều sau đây. Thứ nhất là thế nào là khôn ngoan. Đầu tiên chúng ta cần xem Kinh Thánh nói gì về sự khôn ngoan. Kinh Thánh là một quyển sách nói về sự khôn ngoan. Ở trong Kinh Thánh có 394 lần nhắc đến từ ngữ khôn ngoan. Sở dĩ người Do Thái khôn ngoan có chỉ số thông minh nhất thế giới bởi vì ngay từ nhỏ họ đã được dạy dỗ trong Kinh Thánh Cựu Ước. Đi qua Do Thái thì thấy rằng các thiếu nhi học với các thầy Rabbi và chuyên học Cựu Ước, cho nên người Do Thái rất là khôn ngoan. Ở trong Gia Cơ đoạn 3, từ câu 13 đến câu 18, có hai sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan thuộc về đất và sự khôn ngoan thuộc về trời. Sự khôn ngoan thuộc về đất là sự khôn ngoan của con người thế gian. Đó là sự khôn ngoan của lý trí, đề cao tri thức, triết lý và lý tưởng của đời này. Sự khôn ngoan thuộc về thế gian, thuộc về xác thịt, thuộc về ma quỷ. Sự khôn ngoan của người đời thì dựa vào khả năng, trí thông minh của con người và thường bị ma quỷ lợi dụng để chối bỏ Đức Chúa Trời toàn năng. Sự khôn ngoan này khiến cho con người sinh ra kiêu căng, tranh cạnh, lừa dối, ghen ghét, gian ác, xảo quyệt và độc ác. Vua Ahab, hoàng hậu Jezabel, tể tướng Haman, vua Herod trong Kinh Thánh là loại người thuộc về khôn ngoan từ đất mà ra. Ở trong Gia Cơ đoạn 3 câu 14 đến 16: nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh ở trong lòng mình thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu, trái lại nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Trong những ngày qua chúng ta rất là bàng hoàng để theo dõi một cái vụ việc xảy ra, đó là bé trai 17 tháng tuổi thì bị hai cô bảo mẫu của một nhà trẻ tư nhân ở Thường Tín, Hà Nội đánh đập dã man, dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong, khiến cho dư luận xã hội rất là phẫn nộ. Chúng ta không hiểu cái sự khôn ngoan của con người như thế nào, và đó, Kinh Thánh nói rằng đó chỉ là sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác mà thôi.
Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu thứ 19. Sự khôn ngoan đời này ở trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 20-21. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại không? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan thuộc về Trời như thế nào? Đây là sự khôn ngoan do Chúa ban cho, sự khôn ngoan của tấm lòng khiêm nhường với tâm hồn cao thượng, nhân ái và kính sợ Chúa như lời Kinh Thánh dạy. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình. Gia Cơ đoạn 3 câu thứ 17. Sự khôn ngoan thuộc về Trời không phải là khôn ngoan riêng theo trí khôn mình, khôn lanh, khôn quỷ, mà khôn ngoan trong sự kính sợ Chúa và theo tiêu chuẩn của Ngài. Khôn ngoan trong sự tìm kiếm Chúa. Thi Thiên 14 câu thứ 2. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống con lầu người, đặng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Người tìm kiếm Đức Chúa Trời, người ấy chính là người khôn ngoan. Nhận biết Chúa mới là sự khôn ngoan thật. Ở trong Châm Ngôn đoạn 9 câu thứ 10, kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhìn biết Đấng Thánh đó là sự thông sáng. Chính Chúa ban sự khôn ngoan. Châm Ngôn đoạn 2 câu thứ 6, Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan, từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. Sự khôn ngoan sẽ sống tốt và khiêm nhường. Ở trong Gia Cơ đoạn 3 câu 17, trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình bày tỏ việc mình làm bởi sự khôn ngoan nhu mì mà ra. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Châm Ngôn đoạn 3 câu thứ 7. Đó là cái sự khôn ngoan thuộc về Trời. Điểm thứ hai, ai là người khôn ngoan? Ở đây Kinh Thánh nói rằng người nữ. Tại đây đang nói đến người nữ là người khôn ngoan. Tại sao lại là người nữ mà không phải là người nam? Chúng ta biết rằng người nữ tâm lý thì thường nhẹ dạ và cả tin, dễ bị người ta lừa dối. Chính vì tốt bụng mà người nữ bị lừa dối rất nhiều. Tất cả những vụ việc lừa đảo ở trên mạng, lừa đảo để lấy tiền trong tài khoản bằng cách này và cách khác, thì nạn nhân đa phần là nữ chứ không phải là nam. Bởi vì người nữ rất là nhẹ dạ, rất là cả tin và vội vàng để nghe những cái lời nói dối của người khác. Gần đây thì nó có những cái sự lừa đảo, tức là báo tin là con của mình đương đi học bị tai nạn và đương cấp cứu ở tại bệnh viện. Bây giờ cần phải truyền máu gấp, cần phải truyền gấp một số tiền để bác sĩ có thể lo. Ô, những người mẹ, những người vợ trong gia đình lo lắng vô cùng và chuyển ngay những số tiền lớn cho một địa chỉ, rồi cuối cùng sự việc không có gì xảy ra, tiền mất tật mang. Người nữ thì sống theo tình cảm nhiều hơn là lý trí, đơn sơ và thật thà nên dễ bị lừa dối hơn người nam. Chính vì thế Satan nó cũng khôn ngoan trong hình hài con rắn, nó đến cám dỗ Eva chứ nó không cám dỗ Adam. Danh Ngôn có câu: người ta dùng lửa để thử vàng, dùng vàng để thử đàn bà, và dùng đàn bà để thử đàn ông. Người nữ cần sự khôn ngoan của Chúa ban cho để có thể xử thế ở trong cuộc sống. Tuy nhiên trong lịch sử cũng có những người nữ khôn ngoan vượt trội, họ có địa vị cao trong xã hội và thành đạt ở trong cuộc sống. Những người nữ khôn ngoan ở trong Kinh Thánh như là bà Sarah vợ Abraham, bà Rebecca vợ Isaac, bà Abigail vợ Nabal, người nữ tài đức ở trong Châm Ngôn
Bà Ruter, dâu của Naomi, bà Esthete, bà tiên tri Deborah, bà Berishin, vân vân. Bây giờ chúng ta đến phần thứ ba. Người nữ khôn ngoan làm gì? Người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình. Đàn ông thì xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Đàn ông thì xây cái nhà vật chất, nhưng mà để xây cái hạnh phúc gia đình là tổ ấm đó thì người đàn bà xây dựng là chủ yếu. Trong một xã hội hiện đại, khi nói đến người nữ khôn ngoan, tài giỏi, người ta thường nghĩ đến những người nữ có địa vị cao, nắm giữ những vai trò quan trọng ở trong xã hội. Họ là những doanh nhân thành đạt, những người nữ ở trong các cấp lãnh đạo chính quyền, vân vân, những nhà khoa học, những người lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, ở đây chỉ là thiểu số cá biệt mà thôi. Phần lớn, phụ nữ nắm vai trò quan trọng ở trong gia đình của mình. Họ là những nội tướng ở trong gia đình của mình. Dù Chúa dựng nên người nam và người nữ bình đẳng với nhau, nhưng vai trò trách nhiệm thì khác nhau. Người nữ có vai trò đặc biệt trong gia đình với thiên chức làm mẹ, làm vợ để quản trị gia đình của mình, quán xuyến việc nhà, chăm sóc nuôi dạy con cái nên người. Chính họ là những người nuôi dạy những đứa con đã được thành danh, đã được thành tài và góp phần cho xã hội sau này. Các mục sư đầy ơn của Chúa đều có những người mẹ tin kính dạy dỗ và dẫn dắt họ từng bước đi vào trong chức vụ và được thành công. Cho nên, việc xây dựng một gia đình tốt đẹp và vững mạnh là điều hết sức là quan trọng, và vai trò của người vợ, người mẹ ở trong gia đình. Ngày nay, thế gian cũng quá đề cao tôn tặng những người nữ có địa vị học thức xã hội là những phụ nữ tài năng, phụ nữ ưu tú vân vân, khiến cho người nữ dễ bị cám dỗ mà quên đi trách nhiệm làm mẹ, làm vợ ở trong gia đình của mình. Cái vị trí của chúng ta ở trong gia đình là chủ yếu, và ngoài ra còn có cái vị trí ở bên ngoài xã hội nữa. Người nữ Cơ Đốc khôn ngoan là người phải chu toàn hai thiên chức trong gia đình mà Chúa đặt để là một người vợ, một người mẹ. Ở trong Châm Ngôn đoạn 31 chúng ta đã học, người được người chồng tin cậy, lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu que lợi. Giúp ích cho chồng của mình, trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chớ chẳng hề bị tổn hại. Người nữ khôn ngoan sống khéo léo trong đời sống vợ chồng, giữ không khí gia đình vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm, sống khoan dung, tha thứ, hiền diệu và nhanh chóng làm hòa với chồng của mình, không để xung đột kéo dài. Người nữ khôn ngoan là người biết vâng phục và tôn trọng chồng của mình. Phao-lô khi dạy về bổn phận vợ chồng thì nói rằng, hỡi người làm vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Chính sự vâng phục đó thì có thể cảm hóa được chồng của mình. Ở trong Phi-rơ thứ nhất, đoạn 3 câu thứ 1, hỡi người làm vợ hãy phục chồng của mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Có những người chồng không tin Chúa hoặc yếu đuối trong đức tin, nhưng mà người vợ có một đời sống tin kính Chúa thì sẽ cảm hóa được chồng của mình tin Chúa và được mạnh mẽ trong đức tin. Người nữ phải chung thủy trong hôn nhân. Tất nhiên, người chồng cũng phải chung thủy trong hôn nhân. Nhưng mà có những người nữ không chung thủy trong hôn nhân thì cũng phá nát gia đình của mình giống như những người chồng vậy. Kinh Thánh nói rằng nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp do nơi tổ tiên để lại, còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Châm Ngôn đoạn 19 câu thứ 14. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa đã đem đến cho chúng ta những người vợ khôn ngoan trong gia đình của mình. Người mẹ khôn ngoan, người nữ còn có một thiên chức quý báu Chúa ban cho là làm mẹ. Một người mẹ khôn ngoan
là người biết nuôi dạy con cái nên người. Nguy cơ ngày nay là cha mẹ bận rộn những công việc ở bên ngoài xã hội, không có thì giờ để chăm sóc cho con cái. Từ sáng đến chiều thì gửi con ở nhà trẻ, và chiều về thì có vú nuôi ở trong gia đình, và khiến cho đứa trẻ nó đặt tình cảm của nó nơi bảo mẫu, nơi vú nuôi, nơi cô giáo, và nó lạnh nhạt đối với tình cảm của cha mẹ. Làm thế nào để có thể giành lại tình cảm của con cái khi người mẹ, người vợ trong gia đình không quan tâm đến con cái của mình? Phải quan tâm, chăm sóc và dành nhiều thời gian với con của mình để con của mình yêu thương, lắng nghe, vâng lời, sự dạy dỗ của mình. Và gia đình nên có gia đình lễ bái là một cơ hội tốt để vợ chồng, cha mẹ gần gũi với các con và chăm sóc đời sống tâm linh của chúng. Không dạy con làm những điều sai quấy. Herodia đã dạy con gái của mình làm cái điều sai quấy khi xin cái đầu của dân Báp-tít. Và đó là một cái kỷ niệm xấu ở trong đời sống của họ. Phải nuôi dạy con cho Đức Chúa Trời như là bà Lô-ích, bà Ơ-ních là bà ngoại và mẹ của Ti-mô-thê. Ở đây không phải chỉ là người mẹ mà còn là một người bà nữa đã giúp đỡ dạy dỗ lời Chúa cho Ti-mô-thê. Và sau này Ti-mô-thê học lời Chúa dưới chân Phao-lô nữa, và ông trở nên một người lãnh đạo hội thánh của Chúa ở tại Ê-phê-sô. Một người mẹ khôn ngoan sẽ đem phước hạnh cho gia đình của mình, sẽ được chồng con yêu mến quý trọng. Trong ngôn đoạn 31 câu 28, con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước, chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng. Người nữ là người tin kính Chúa, đó là điều quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Ở trong châm ngôn đoạn 31 câu thứ 30, duyên là giả dối, sắc là hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Những người nữ kính sợ Chúa sẽ giúp cho những đứa con kính sợ Chúa, và cũng giúp cho người chồng kính sợ Chúa nữa. Sống giản dị, chú trọng trang sức bề trong, ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 3 câu 4, chớ tìm kiếm trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Người nữ thì đôi khi quan trọng hình thức bề ngoài, nhưng lời Chúa nói rằng hình thức bề ngoài cũng quan trọng, nhưng không quan trọng bằng cái đời sống ở trong tâm linh của mình, nội tâm của mình, những cái tâm tánh ở trong cái tấm lòng của mình, đó mới là điều quan trọng hơn. Người nữ khôn ngoan biết cách cư xử, không nói xấu, không nói hành người khác, không ganh tị, ghen ghét, nhưng sống yêu thương, sống rộng rãi với mọi người, sống vui vẻ, sống thỏa lòng, bình an, mẫu mực. Đó là cách xây dựng nhà của mình tốt nhất. Người nữ khôn ngoan xây dựng gia đình, xây dựng hội thánh của Chúa, xây dựng ban nữ giới đoàn kết yêu thương và hiệp một ở trong Chúa. Câu Kinh Thánh châm ngôn đoạn 14 câu thứ 1, phụ nữ thì lấy có nửa câu, nhưng nếu đọc kỹ thì trọn câu, nó mới trọn ý. Trong cái bản truyền thống và hiệu đính thì nói rằng người nữ khôn ngoan xây dựng nhà mình, nhưng người đàn bà ngu dại dùng tay phá hủy nó. Chúng ta thấy rằng xây thì rất khó, nhưng phá thì rất dễ. Xây thì 3 năm, nhưng phá chỉ trong 1 giờ mà thôi. Nếu người nữ khôn ngoan thì xây dựng hạnh phúc gia đình của mình. Ngược lại, nếu người nữ ngu dại thì sao? Thì sẽ phá đổ hạnh phúc gia đình của mình trong chốc lát mà thôi. Tục ngữ Việt Nam có câu: thứ nhất vợ dại trong nhà, thứ hai nhà dột, thứ ba nợ đòi. Đó là ba cái khổ, ba cái điều rất đáng buồn.
là nữ giới trong hội thánh của Chúa, xin đừng đi ngược, xin đừng làm ngược với những điều mà Chúa dạy chúng ta. Sáng hôm nay chúng ta nghe lời Chúa dạy chúng ta, thế nào là người nữ khôn ngoan, thì đừng sống ngược, đừng làm ngược lại những cái điều mà Chúa dạy dỗ. Đừng trở nên như người đàn bà ngu dại, phá hủy hạnh phúc gia đình của mình và phá hỏng hội thánh của Chúa và làm tổn thương danh của Ngài. Xin Chúa cho quý bà, quý cô là những người nữ khôn ngoan trong nhà của Chúa, trong ban ngành của mình, trong gia đình và bên ngoài xã hội, có sự khôn ngoan thuộc về trời do Chúa ban cho để có thể sống hạnh phúc, sống thành công, gây ảnh hưởng tốt và làm sáng danh Chúa trên đất. Amen.